hướng dẫn cách đọc điện trở theo vạch màu điện trở bốn vạch màu vạch thứ nhất là giá trị hàng chục trong giá trị điện trở vạch thứ hai là giá trị hàng đơn vị trong giá trị điện trở vạch thứ ba là kết quả của hệ số nhân với giá trị số mũ của 10 rồi nhân với giá trị điện trở vạch thứ tư là giá trị sai số của điện trở ví dụ ta đọc điện trở bốn vạch màu ở đây nó có giá trị màu lần lượt là đỏ tím cam nhũ vàng và chúng cho ta các giá trị tương ứng với thứ tự màu lần lượt là hai phần trăm sau đó nhân lần lượt các giá trị tương ứng ta được 27 10 mũ 3 bằng 27 kOhm và sai số điện trở là 5%. Điện trở 5 vạch màu, vạch thứ nhất là giá trị hàng trăm trong giá trị điện trở, vạch thứ hai là giá trị hàng chục trong giá trị điện trở, vạch thứ ba là giá trị hàng đơn vị trong giá trị điện trở, vạch thứ tư là kết quả của hệ số nhân với giá trị số mũ của 10 rồi nhân với giá trị điện trở, vạch thứ năm là giá trị sai số của điện trở. Tương tự ví dụ trước, điện trở 5 vạch màu có các màu lần lượt là đỏ tiến vàng đỏ nâu và tương ứng với lần lượt các giá trị 27421% từ đó ta tính được giá trị điện trở chính là 274 x 10 mũ 2 bằng 27,4 ôm, có sai số điện trở là 1%.